Chào mọi người, buổi tối, buổi chiều giờ này là 17 giờ 56 phút. Trước tiên tôi gửi lời chào đến lãnh đạo của các cơ quan ban ngành của nhà nước mình, lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng. Và tôi cũng gửi lời chào đến công an phường Hòa Khánh Bắc. Tôi rất là làm tiếc và tôi rất là cảm thấy tổn thương và buồn với cái phong cách làm việc đào tạo của công an phường ở quận Liên Chiểu này. Tôi nói thật cho quý vị nghe, cả ngày nay tôi ở nhà thì không ai tới tìm kiếm. Chiều nay là tôi với lại mẹ tôi chở mẹ tôi đi đổi cái tủ lạnh ở nhà, nó hơi bị nhỏ cho nên là mẹ tôi mới đi đổi một cái tủ lạnh to hơn để cho Tết con cháu về giống như trữ đồ Tết rồi cho nó thoải mái. Nhưng mà tôi thấy rất là tiếc là tôi về Đà Nẵng đây từ tháng 9 năm 2019 là tôi thuê ở 398 Nguyễn Lương Bằng với 400 là hai cái nhà kẹp chắc nhau, sát nhắc nhau. Bữa nay ngày hôm nay là ngày là tháng mấy rồi? Bữa nay là đã cũng mùng 9, mùng 10 quên coi ngày tới đây nè. Tôi xin thưa cho cán bộ của thành phố Đà Nẵng và công an của phường Hòa Khánh Bắc nha, bữa nay ngày mấy rồi? Bữa nay là ngày 8. Bà Thủy về đây đang livestream để chia sẻ đến cho cán bộ và công an của Đà Nẵng này biết. Về đây bật không nghỉ bán, tối mới bán. Về đây. Bữa nay là ngày 8 tháng 4 năm 2021. Tôi mới đi mua giấy tờ hóa đơn đây. Tôi vừa mới về, sau đó là lúc 5 giờ thì điện máy xanh gọi điện tôi chạy về để mà ký biên nhận nhận cái tủ lạnh cho ba mẹ. Tôi mới vừa chạy về. Tôi vừa chạy về xong về nhà nửa tiếng xong thì tôi chạy đây, tôi mới nghe hàng xóm tôi nói chung là đồn dây chuyền. Thì mới bảo rằng là có nữ phó công an phường Hòa Khánh Bắc đi tới cái quán cà phê số nhà là 412 đi điều tra lý lịch tôi, hỏi người ta là có biết nhận thư không, có biết cái cô mà đi buôn bán đất bất động sản rồi bán bảo hiểm. Tôi mới đăng bảo hiểm Phong Long ở trên Facebook một hai bữa thôi, chứng tỏ là chính quyền ở đây đã theo dõi Facebook tôi rất là kỹ. Mọi người chia sẻ cái livestream này giúp cho em để cho nó rộng rãi, để cho em muốn là chính phủ mình phải nghe và phải biết và phải điều chỉnh lại phong cách làm việc của cán bộ. Tôi không đồng ý cái quan điểm làm việc có kiểu như thế này. Tôi nói thật, tôi sống rất là ngay thẳng, tôi đi về tôi rất là bức xúc. Cho nên là tôi muốn cái clip này của tôi phải được bộ chính phủ, văn phòng chính phủ và bộ công an nghe. Quý vị chia sẻ này cho cả cộng đồng thế giới nghe. Chứ thật ra là tôi thấy là xúc phạm, công an mà đi xúc phạm cái kiểu này như điều tra như thế này là tôi thấy một sự xúc phạm đời tư của công dân quá vô lý. Nếu như các anh đi làm như vậy thì bây giờ tôi đi điều tra đời tư của các anh lại và tôi post lên mạng, thế các anh ghép tôi tội là gì? Làm xúc phạm danh dự cán bộ rồi làm rồi ảnh hưởng uy tín của cán bộ nhà nước rồi chống phá nhà nước sao? Trong khi bản thân các anh làm việc không hề tôn trọng đời tư của công dân. Nếu như các anh có chứng cứ tôi vi phạm pháp luật, tôi giết người, tôi cướp của hay là tôi làm một cái gì đó mà tôi đang trốn, tôi đi tẩu thoát, thì lúc đó các anh có quyền đi dò la dân chúng, các anh có quyền đi điều tra để mà điều tra lý lịch của tôi. Còn khi tôi vẫn công khai hàng ngày đây, tối nào tôi cũng mở cửa tôi bán trà sữa, ban ngày tôi vẫn sờ tôi sống đây. Nhưng mà các anh lại đi điều tra đời tư của tôi thông qua hàng xóm. Thì đây là một thứ nhất, phong cách làm việc của các anh là các anh đang đi là ngồi lê đôi mắt để hưởng lương, chứ không phải là phong cách làm việc của công an. Cho nên mọi người chia sẻ dùm cái clip này của em rộng rãi ra cho năm châu bốn biển và người cộng đồng người Việt ở nước ngoài và báo chí để biết cái phong cách làm việc của công an. Tôi nói như vậy đó. Rồi ngày mai công an muốn gì mời tôi tới lên, có giấy mời tôi lên phường hoặc lên quận, lên thành phố làm việc, hoặc là trực tiếp tới đây hẹn tôi sẽ tiếp. Cho nên chiều nay là tôi chở mẹ đi mua tủ lạnh, cho nên tôi mắc chạy về nhà, mà từ sáng tới chiều thì không công an nào tới. Tôi vừa về thì tôi nghe hàng xóm của tôi nói là có phó công an của quận của gì của phường Hòa Khánh Bắc tới hỏi tôi là hỏi là có biết là tôi buôn bán bất động sản, tôi bán bảo hiểm bán này bán kia, rồi hỏi cái nhà 400 Nguyễn Lương Bằng đây là hiện tại ai ở, mấy người ở, làm cái gì.
Tôi xin trả lời cho cô công an, phó công an phường biết. Câu thứ nhất, tôi đất bất động sản, dân người ta đang đói khát vì Covid, người không được hỗ trợ chính sách, người ta không có gì ăn. Bây giờ người ta phải bán đất để người ta ăn, người ta nuôi con của người ta đi học. Cho nên người ta không bán đất được, người ta nhờ tôi đang bán giùm. Giả sử tôi có bán được 5 lô hay 10 lô đất nữa, tôi nói với quý vị biết, dĩ nhiên đất có sổ đỏ ra công chứng là người ta đã đóng thuế. Khi mà qua một cửa để công chứng sang tên sổ đỏ đất là người dân đã đóng thuế rồi, hiểu chưa? Còn cái chuyện tôi đi bán được mấy lô và sau đó người dân người ta tạ ơn cho tôi được bao nhiêu đồng thì cái đó là cái quyền của họ. Cho nên nếu như tôi có nhận 50 triệu hay 100 triệu hay 1 tỷ đi nữa, tôi cũng không vi phạm pháp luật. Tôi nói với quý vị là như vậy. Thứ hai, cứ cho quý vị xếp tôi là dân cò đất, tôi đi cò đất đi. Nhưng mà tôi nói quý vị, chỉ là người môi giới trung gian, không có pháp luật nào bắt buộc người môi giới đất phải có chứng chỉ nghiệp vụ, phải có bằng cấp mới được đi môi giới đất. Vậy thì anh có điều luật nào, anh có bộ luật nào quy định để mà anh theo dõi Facebook tôi, thấy tôi đang bán đất là bảo đi hỏi, đi dò la với dân hỏi rằng là tôi bán buôn bán bất động sản biết không, bán được bao nhiêu đất. Nếu như tôi giới thiệu cho người khác, dân tôi giúp dân bán bớt đất, bán được nhà, bán được đất để mà có tiền ăn, cứu đói khi đang khủng hoảng kinh tế mà người ta không có việc gì làm, giờ ta phải bán nhà đất người ta ăn đây nè. Người ta phải nhờ tôi bán nhà đất cho họ để họ mới có tiền họ nuôi con, họ ăn học. Thì nếu như bây giờ những chính sách dân đang khó khổ và khủng hoảng như vậy, ai là người đứng ra giúp, ai là người tài trợ? Bây giờ họ phải bán nhà đất của người ta họ ăn. Cho nên dĩ nhiên đất người ta bán là đất chính chủ. Vậy thì có pháp luật nào cấm người khác đi môi giới bán giùm? Và có bộ luật nào quy định là người đi môi giới phải có chứng chỉ nghiệp vụ? Trường hợp khi nào tôi người mở văn phòng, gọi là văn phòng giao dịch bất động sản thì anh phải đăng ký. Cho nên khi mà cái vấn đề mà anh đã mở văn phòng, anh buôn bán thì anh phải đăng ký, anh phải có nghiệp vụ. Còn trong khi tôi không phải là một cái văn phòng kinh doanh bất động sản, quý vị có hiểu hay không? Cho nên những người quen người ta khủng hoảng, người ta đang bán nhà để ta mua cái nhà nhỏ hơn, ta bán nhà để ta ra chòi tranh ta ở, để ta lấy tiền người ta ăn. Để người ta họ lấy tiền họ nuôi con họ ăn học, bây giờ họ đang khủng hoảng, họ đang vay nợ ngân hàng. Thì có vấn đề tôi có đăng Facebook tôi bán giùm cho họ như vậy. Và sau này nếu như tôi bán được bao nhiêu lô đất, họ có cho tiền bao nhiêu, vấn đề giữa thuế giao dịch giấy tờ và đóng thuế thu nhập cá nhân, thì người dân đã bán miếng đất đó họ đã đóng thuế. Và khi sang giấy tờ là dĩ nhiên là họ đã phải đóng thuế rồi. Cho nên cái chuyện thuế má là cái chuyện giao dịch giữa người mua và người bán, chứ không phải chuyện thuế má là cái chuyện của người đi giới thiệu bán giùm. Quý vị phải hiểu là như vậy. Còn khi nào mà tôi mở cái văn phòng kinh doanh bất động sản hẳn hoi, mà tôi không đăng ký, tôi đi làm lậu, tôi là người đứng ra bán đất và tôi ôm trọn cái tiền đó tôi ăn, mà tôi không có nghiệp vụ, tôi không buôn bán là tôi sai. Tôi chấp nhận là tôi sai. Còn đây là những người quen người ta, họ đang đói, hiểu không? Dịch xong người ta đói, người ta hiện tại là bây giờ nhiều người thất nghiệp, người ta không có một cái sinh kế gì để ăn, họ phải bán nhà đất để họ ăn, hiểu chưa? Còn muốn biết thì công an hãy tới đây, tôi chỉ cho những cái miếng đất nào tôi đang bán và cái nhà nào tôi đang người ta đang khủng hoảng, người ta không có tiền trả nợ kìa. Và thậm chí chủ nợ nhờ tôi bán giùm cái nhà của con nợ để mà họ thu hồi vốn kìa, hiểu không? Muốn gì thì tới đây tôi chỉ cho. Cái thứ nhất, cái thứ hai, hỏi tôi đi bán bảo hiểm đồ này nọ, tôi đăng rồi, tôi hỏi tôi có chốt hợp đồng bảo hiểm của ai trên mạng hay không. Tôi đã nói là tôi đợi tuần sau tôi đang thi code của Bộ Tài chính. Bây giờ tôi chỉ giới thiệu cho mọi người tự tìm hiểu và nhận thức lần tầm quan trọng của bảo hiểm. Cái bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm sức khỏe, thực ra nó rất là nhân đạo. Bản thân tôi cũng xài bảo hiểm, nhưng mà tôi thấy cái nhận thức người dân về cái bảo hiểm, họ chỉ mua những cái bảo hiểm xe máy, bất cứ loại bảo hiểm nào ngoài thân không giá trị họ sẵn sàng họ mua. Chiếc xe máy hai mươi mấy, mười mấy triệu làm gì phải mua bảo hiểm xe máy, hư thì bỏ. Mà trên thực tế bao nhiêu người khi mua bảo hiểm xe máy rồi tai nạn có đòi được hay không? Nhưng mà một cái vô lý như vậy thì người ta lại đi mua, mà cái sinh mạng của mình thì là không mấy người mua. Cái mạng của một con người Việt Nam nó nhỏ hơn một cái chiếc xe máy. Cho nên xe máy là bảo hiểm bắt buộc mà sinh mạng của mình được mấy người đi mua. Cho nên tôi thấy cái ngành bảo hiểm thực sự nó rất nhân văn và nó rất nhân đạo. Nhưng mà trước khi tôi muốn bán bảo hiểm, tôi tư vấn vì nó thuộc ngành tư vấn tài chính, cho nên tôi vẫn đăng ký và tôi vẫn đang đi học bữa giờ, và tôi nói là tôi sẽ đăng ký trên Bộ Tài chính để mà tôi thi code của Bộ Tài chính, rồi lúc đó tôi bán bảo hiểm, chứ không phải là tôi làm không có nghiệp vụ mà tôi đi đăng bán bảo hiểm là cái việc thứ hai.
Cái việc thứ ba, công an mà hỏi rằng cái nhà 400 hiện tại ai ở, ở bao nhiêu người, cái nhà số nhà 400 Nguyễn Lương Bằng là nó thuộc dãy cuối cùng, cái nhà cuối cùng của phường Hòa Khánh Bắc giáp Hòa Hiệp Nam. Tôi về đây từ năm 2019 mà đến ngày hôm nay mà công an không biết ai ở, anh quản lý địa bàn, anh không hề biết cái nhà này ai ở. Ngày hôm nay tại sao anh phải đi hỏi hàng xóm cái nhà này ai ở, mà tại sao hàng ngày tôi mở cửa đây anh không vô anh hỏi? Còn nửa đêm tại sao anh đúng quá 10 giờ giờ giới nghiêm tại sao anh không đi kiểm tra? Tại sao một năm nay anh 10 giờ giới nghiêm anh không đi kiểm tra thử là ai nhập cư bất hợp pháp hay không, ai ở bất hợp pháp hay không? Rồi cái thứ ba nữa, tôi kinh doanh hàng này tôi có đăng ký kinh doanh ở trên quận, đăng ký giấy phép kinh doanh. Mà tôi hỏi kinh doanh, đăng ký giấy phép hộ kinh doanh thì nó có mã số thuế, nó có chứng minh nhân dân, nó có giấy tờ, có hộ khẩu. Mà trong khi công an nhìn cái hộ khẩu đó vẫn không biết tôi là dân ở đâu tới hay sao, mà phải đi dò la, đi hỏi hàng xóm ở đây. Cho nên tôi nói thật, cái cách làm việc như thế này á hả, tôi nói về tôi mới nghe hàng xóm hỏi. Rồi hàng xóm của tôi thì thấy tôi không có mở cửa cho nên lại đi qua kể với người hàng xóm khác. Người hàng xóm khác mới thấy tôi về kể thì người kia hỏi tôi bữa giờ bán được mấy miếng đất, rồi người nọ không biết bảo rằng là bữa giờ thấy bán được mấy miếng luôn á, ai đăng bao nhiêu, thấy đăng miếng nào là có người mua miếng đấy, quý vị thấy không? Tôi hỏi là công an nếu như khi nào tôi phạm tội mà tôi đi trốn, quý vị truy nã thì quý vị đi dò la tung tức đi hỏi được, trong khi tôi đang sống sờ sờ đây không tới hỏi tôi bây giờ tôi bán được bao nhiêu miếng đất, làm sao hàng xóm biết? Ủa tối tôi ngủ hay tôi đóng cửa tôi làm gì, hỏi cái việc cá nhân đời tư làm việc của tôi làm sao mà hàng xóm biết, mà trong khi mấy người đi làm công vụ mà đi hỏi phong long hàng xóm mà chưa một người công an nào đến đây hỏi tôi. Tại sao quý vị làm công chính không đường chính chính công chính liên minh đi đến gặp thẳng tôi để hỏi, để chất vấn, để điều tra, đem sổ sách đem thẻ ngành đến đây để mà điều tra, mà phải đi hỏi phong long qua hàng xóm? Trong khi quý vị đi hỏi qua hàng xóm tam sao thất bổn, người ta nằm dưới gầm giường của tôi hay sao để biết tôi hàng ngày tôi làm cái gì, tôi buôn bán tôi thu nhập được bao nhiêu, tôi thu nhập bao nhiêu, trong khi tôi đăng ký mã số thuế, tôi đăng ký giấy phép kinh doanh đã có số tài khoản ngân hàng trong đó. Tại sao quý vị không cầm cái đó đi ra sao kê ngân hàng để coi thử một năm tôi thu nhập được mấy tỷ? Rồi tại sao quý vị không liên kết với đội thuế và ngân hàng để biết một năm tôi thu nhập được mấy tỷ và tôi đóng thuế bao nhiêu, tôi trốn thuế bao nhiêu? Thì lúc đó quý vị truy tố, quý vị truy thuế. Trong khi hàng xóm chẳng qua chỉ là những người gặp mặt ngoài đường, đi ngang qua cười, đi lại nhìn nhau cười một tiếng, làm sao hàng xóm biết được gì vậy tôi? Mà quý vị đi hỏi hàng xóm, đi hỏi hàng xóm, đi điều tra hàng xóm lý lịch của tôi. Trong khi lý lịch của tôi, hộ khẩu của tôi, mà tôi ở đây hơn một năm rồi, mà công an phường Hòa Khánh Bắc còn không biết ai ở cái nhà 400 này, quý vị thấy cái vô lý hay không? Cho nên tôi nói thật quý vị nha, đừng có tưởng rằng là mình gọi là mình gắn cái mác công an là mình muốn làm gì mình làm. Quý vị làm để cho dân tôn trọng. Nếu như quý vị làm như vậy, bây giờ tôi đọc lý lịch của quý vị lại, tôi đọc đời tư quý vị lại, rồi quý vị có chịu được hay không? Cho nên các cô mà phó công an phường Hòa Khánh Bắc mà chiều nay đi gặp hàng xóm bên tôi mà đi gọi là đi điều tra, tôi nói xin lỗi cô, bản thân cô phó công an phường đây thì cô cũng là dân bản địa ở đây, tôi muốn biết đời tư của cô, tôi muốn biết việc kinh doanh làm ăn của cô, tôi cũng sẽ biết trong nút nhạc, tôi nói cho cô biết. Cho nên làm việc cho đúng pháp luật, tôn trọng pháp luật. Anh là đại diện cơ quan nhà nước, anh là quan phụ mẫu, là anh đại diện để bảo vệ hợp pháp quyền lợi công dân của anh. Nhưng mà anh làm như vậy thì xin lỗi, nếu như anh chơi kiểu luật rừng như vậy, bây giờ hả, tôi muốn biết lý lịch của cô, tôi biết trong nốt nhạc đó cô, vì cô cũng là dân Hòa Khánh ở đây, cô cũng là dân bản địa ở đây. Nếu như mà tôi cũng sử dụng dân bản địa, tôi cũng chơi cái chiêu trò ngồi le đôi mắt đi điều tra phong long để mà đi nhiều chuyện giống như cô đi điều tra phong long của tôi như vậy, rồi bây giờ tôi đi hỏi quanh, rồi tôi đi phao tin đầu nhảm cho cô chịu được hay không? Cho nên cái cơ bản nhất của những con người trí thức là mình sống, mình phải biết tôn trọng đời tư của người ta, mình tôn trọng quyền công dân. Nếu như các anh cảm thấy tôi vi phạm pháp luật, hoặc là có nghi ngờ đi, muốn gì thì hàng ngày tôi mở cửa đến đây làm việc, đeo thẻ ngành và giấy tờ văn bản đến đây làm việc của tôi. Chứ không phải là bản thân các anh là công an, là cơ quan nhà nước đại diện cho pháp luật,
mà đi làm cái chuyện ngồi lê đôi mắt đi dò la hàng xóm. Tôi nói thật với người dân đen á hả, tôi nói là chỉ có những cái những người mà gọi là thấp cổ bé họng mà thứ nhất không ăn học mà người giờ ở trên trời rơi xuống á, mới nghe tới công an là hết hồn hay là sợ. Còn những người trí thức với nhau, anh làm công an, anh là quan đi nữa thì anh cũng là công dân Việt Nam, anh chỉ là đại diện cho nhân dân, anh giữ thuế, anh để mà anh bảo vệ cái sự bình an, anh bảo vệ cái nhân quyền, chứ không phải anh công an là anh phủ quyền của thiên hạ. Anh làm quan phụ mẫu là có nghĩa là anh ngồi luôn cả trên đầu thiên hạ. Tôi nói là cho là biết như vậy. Cho nên là cái livestream này của tôi hy vọng là tất cả cộng đồng mạng, tôi nói là share, chia sẻ về tới chính phủ và văn phòng của Bộ Công an, nghe thử coi rồi cái cách làm việc của cái cô phó công an phường Hòa Khánh Bắc làm vậy có đúng hay không. Tôi không hiểu vì sao hơn một năm nay không một công an nào tới điều tra làm việc tôi. Tôi ở mà trong khi mình là công an địa phương quản lý địa bàn ở đây, mà tôi ở từ năm 2019 bữa nay tới tháng 4 2021 mà còn không biết cái nhà này là ai ở. Nếu như vậy thì trong thời gian vừa qua mà buôn lậu heroin ma túy trộm cướp giật rồi xảy ra án mạng ở đây rồi như thế nào, mà anh quản lý địa bàn anh vẫn không hề biết ai đang ở cái nhà này, anh phải đi dò la hàng xóm. Mà tại sao nếu như vậy sau 10 giờ đêm anh cảm thấy nghi ngờ, anh cảm thấy là cái nhà này có người ở bất hợp pháp, tại sao anh không đi kiểm tra? Cho nên tôi nói cho quý vị biết, quý vị đừng có làm, đừng có chơi trò đó với tôi. Anh làm, anh là công an, anh làm, anh phải làm cho đúng luật. Khi nào mà tôi phạm tội mà tôi trốn, mắc lệnh truy nã hay như thế nào đó thì anh mới lén anh đi điều tra sau lưng, anh đi điều tra ngầm. Trong khi tôi ở sờ sờ ở đây mà đi dò la, đi hỏi hàng xóm nằm dưới gầm giường của tôi hay sao mà biết tôi coi như làm ăn như thế nào để mà người ta trả lời cho anh. Cho nên là tôi đi về, tôi thật sự là tôi rất bức xúc khi mà tôi nghe hàng xóm nói như vậy, tôi rất là bức xúc. Tôi nói là cái gì cũng trong một cái mức độ giới hạn chịu đựng thôi. Bây giờ kỳ hỏi cái livestream này, những gì tôi nói như vậy, cơ quan nhà nước, chính phủ và Bộ Công an nhìn thấy thử cấp dưới của các anh làm việc gì có đúng hay không? Tự mình thấy coi lại mình làm việc có đúng luật hay không? Tôi nói thật á, cái chuyện ở ngoài Đà Nẵng của các anh, tôi là dân bản địa Đà Nẵng, tôi sinh ra ở đây và tôi lớn lên, tôi đi học ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay tôi quay về quê hương để mà tôi lập nghiệp. Ngày hôm nay tôi quay về quê hương, tôi muốn làm giàu, tôi muốn làm ăn để đóng góp. Dù tôi khi tôi giàu lên tôi đóng góp thuế, cũng là tôi đóng góp ngân sách để xây dựng cho quê hương đất nước mình. Nhưng mà tôi đã ở thành phố lâu năm, tôi quen cái thói sống đèn nhà ai nấy sáng, cho nên tôi không biết từ khoảng thời gian trước đây cả chính quyền, công an, dân ở đây sống như thế nào tôi không biết. Nhưng mà ngày hôm nay là tôi mới thấy là như vậy. Dân với nhau đi dò la, đi thị phi, tôi không nói. Đằng này hỏi phó công an phường mà đi dò la hỏi dân tôi làm cái gì, tôi buôn bán cái gì, tôi làm cái gì, bán được mấy miếng đất, bán được bao nhiêu, tại sao không muốn vậy thì không hỏi tôi, không đến gặp trực tiếp tôi điều tra. Ủa cái người hàng xóm của tôi, họ cũng chỉ là người bên ngoài cái khỏi cái nhà này chứ không ở chung nhà với tôi, cũng không nằm dưới gầm giường của tôi để biết tôi làm ăn, tôi buôn bán công việc của tôi như thế nào. Mà tôi hỏi từ bao giờ mà chính quyền ở được Việt Nam lại có cái phong cách làm việc như vậy. Cho nên mấy anh muốn gì thì ngày mai là thứ sáu tôi có ở nhà đó, muốn gì thì đến đem thẻ ngành, đem giấy tờ, đem biên bản đến đây gặp tôi làm việc, muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời. Và tôi yêu cầu riêng Đà Nẵng, nói riêng và cả nước 64 tỉnh thành nói chung, từ nay chấm dứt cái trò như vậy. Trừ khi nào người ta phạm tội mà người ta đi lén lút, mà người ta trốn ở đâu á, thì lúc đó mình mới, người ta chết ở đâu, hay người ta đi mất tích đâu, truy nã không ra thì đi dò la, đi hỏi, đi mật vụ. Còn người ta đang sống sợ sợ ở đây thì muốn gì tới gặp tôi trực tiếp, tôi muốn biết cái nhà này ở bao nhiêu người, muốn biết tôi làm gì, tôi bán bao nhiêu cái đất, tôi bán làm gì, thì đến đây mới gặp tôi điều tra. Tôi không có thích là mấy anh mà dạy cho con dân của các anh một cái thói quen là đi phao tin đồn nhảm với nhau. Phó công an thì tới chọc hỏi nhà dân điều tra người này, rồi người này là chạy qua đi hỏi nhà người kia lại đi hỏi người nọ, là coi có biết gì tôi không có biết gì không. Một người cán bộ dân trí thức mà đi nhồi sọ, đi giáo dục cho dân mình một cái thói nhiều chuyện như vậy đó hả? Tôi hỏi nếu vậy cộng đồng mạng dân Việt Nam mình suy nghĩ như thế nào, giờ đã mở mang tầm mắt ra với cái cách lãnh đạo của Việt Nam hay không? Mấy anh đừng có tưởng là mấy anh muốn làm gì mấy anh làm. Tôi phạm pháp thì dĩ nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy rồi các thái độ làm việc của các anh, rồi các anh chịu vai, các anh chịu trách nhiệm như thế nào?
cái vấn đề này tôi yêu cầu công an thành phố và chủ tịch ủy ban thành phố xem xét kiểm tra lại cái thái độ làm việc của công an phường Hòa Khánh Bắc, chứ không thể nào mà cứ đơn phương mà khi mà dân phạm tội các anh làm trầm lên, rồi cán bộ của các anh đã phạm tội rồi ngồi nghỉ hết trên đầu dân. Mấy anh quá đáng, vừa phải thôi. Muốn gì, tại sao từ ngày đến giờ tôi chưa thấy một cán bộ nào mà để mà đến đây để mà gặp tôi để mà hỏi hay điều tra? Chẳng lẽ tôi đăng ký giấy phép trên kinh doanh ở trên quận, có giấy phép đó, có hộ khẩu đó, có chứng minh nhân dân, photo tất cả bản sao đó, mấy anh vẫn chưa biết tôi là ai sao? Mà phải đi hỏi hàng xóm rồi nhà này ở nhà kia ở, tôi làm gì? Ủa, cái phong cách làm việc của mấy anh, cái nghiệp vụ của mấy anh mới nhiều đó hả? Đọc giấy tờ không hiểu hả? Thì ra là các anh đọc chữ không biết chữ, không biết đọc, cho nên phải đi dò la dư luận, phải đi hỏi làm bà tám, thông qua đó đi dạy dỗ cho dân mình cái thói quen nhiều chuyện để đi dòm ngó người khác. Mà trong khi thành Đà Nẵng là thành phố trung ương loại 1, một cái thành phố đáng sống, thì cái phong cách con người mình sống cũng phải đèn nhà nấy sáng. Đừng có tập cho dân cái hiệu ứng đám đông. Ở trên mạng bao nhiêu cái thói hư tật xấu Việt Nam nó lộ rành rành cái bản chất của bà Hằng với ông Võ Hoàng Yên trên đó đó. Toàn là cái hiệu ứng đám đông, toàn là những là cái thứ nhiều chuyện cũng không biết gì. Nghe xong là cứ rồi cứ thấy tiền, thấy phao gì đó, treo bảng thưởng băng đồ là cứ rần rần đua theo. Cái đầu óc não thì để trang trí. Rồi bây giờ từ đâu ra? Giờ tới lượt công an của quý vị của ở đâu ra thì tới lượt làm việc đó. Cho nên tôi nói quý vị á, mình bản chất mình làm công an, mình thể hiện sự chuyên nghiệp, mình thể hiện cái tính minh bạch rõ ràng trong sáng. Anh muốn gì gặp trực tiếp điều tra và đối chất, chứ không có phải mà đi phao tin đồn nhảm, đi dò dư luận. Người ta nằm dưới gầm giường tôi hay sao đi biết tôi làm gì? Mà không biết rồi người ta cũng đi nói rồi người này nói người kia nói người nọ. Tôi mới đi có nửa tiếng đồng hồ tôi chạy về nhà để tôi ký biên nhận cái tủ lạnh cho ba mẹ, chạy vừa mới về tới nơi nghe hàng xóm người này nói người kia nói người nọ. Tôi hỏi quý anh công an giờ này rảnh rồi đó, tan ca rồi đó, tôi và các cô phó công an phường Hòa Khánh Bắc á, cho nên về suy nghĩ lại cái phong cách là tác phong làm việc của mình như thế nào, tác phong đạo đức của ngành công an như thế nào. Cho nên tôi rất ghét cái thói mà tôi nói là đi tối ngày mà đi soi đi dồn với cầm giường của thiên hạ. Tôi có như thế nào là việc của tôi muốn theo tôn giáo nào đó là quyền tự do tín ngưỡng, luật tín ngưỡng quy định cái điều rõ ràng, cái điều 64 không có ai được bắt ép công dân theo bất cứ tôn giáo nào. Và công dân muốn vô tu cơ sở tự viện nào không được quyền từ chối. Cho nên tôi muốn theo tôn giáo nào đó là quyền tôi muốn theo Chúa, tôi muốn theo Phật thì đó là quyền tôi, được pháp luật bảo hộ, tôi không có vi phạm pháp luật. Còn cái chuyện tôi kinh doanh, tôi có đăng ký giấy phép. Còn các anh sợ tôi là khai báo thuế gian tài khoản của tôi đó, đi điều tra tài khoản ngân hàng giao dịch của tôi cho phép các anh sao kê, nếu cần ngày mai tới đây tôi đưa chứng minh nhân dân cho các anh tự ra, tôi đưa luôn mật khẩu ngân hàng cho các anh đó ra sao kê và các anh liên kết với đội thuế để mà đi điều tra tôi trốn bao nhiêu thuế để mà phạt, để rồi tôi sai phạm hay không, các anh tự tôi cho sẽ ngày mai tới tôi đem thẻ ngành tới đây, đem giấy tờ biên bản tới đây. Chứ không có phải mình hỏi là phó công an phường mà đi dò la hàng xóm hỏi rồi cái nhà nó ai ở, rồi tôi làm gì biết cô đó không bán bất động sản bán bảo hiểm cái này nọ. Chẳng có luật pháp nào mà cấm người khác đi giới thiệu mua bán đất. Giờ dân người ta đang đói kìa, ta không có tiền kìa, ta mới nhờ người ta nhờ tôi để giới thiệu bán giùm đất cho người ta trả nợ ngân hàng kìa. Các anh làm chính quyền thì các anh giờ có gì ngon á, cách trách nhiệm thì đi giải quyết những cái khủng hoảng của dân đi. Đừng nó ngồi đó mà nói chuyện phong long, đừng có nói là hay nói chuyện hay. Khi kinh tế tài chính của dân kiệt quệ khủng hoảng, người ta không có tiền ăn kìa. Rồi các anh đã làm gì được cho dân? Mình dồn lại rồi mình làm chính quyền khi dân đang đói khát khủng hoảng dịch Covid nè, các anh làm chính quyền quan phụ mẫu của dân, anh đã làm gì được cho dân? Mà đã vậy rồi còn giờ dạy dân cái thói mà đi dò la quanh. Cái phong cách tác phong đạo đức làm việc của các anh như vậy đó hả? Nếu như vậy bây giờ tôi nói thật, tôi muốn biết trong một nút nhạc tôi cũng biết lý lịch của công an của các anh ở đây đó. Các anh cũng dân bản địa ở đây, đâu phải một mình các anh một cõi. Bây giờ tôi muốn tôi đi quanh hàng xóm của cái xóm nhà của cô phó công an đó. Rồi giờ tôi hỏi cô đã từng làm gì, cô làm công an có đúng hay không, cô kinh doanh, cô bán cái gì,
Cô làm ăn cái gì giờ tôi muốn biết, tôi muốn hỏi, tôi dò nhanh lắm. Bây giờ tôi cũng đi dò la lý lịch của mấy cô mấy chú như vậy á, tôi đi dò la gì mấy cô chú nghĩ sao? Rồi lúc đó lại truy tố xúc phạm đời tư của bản thân người ta đụng mình á, thì mình phủ đầu thiên hạ xúc phạm đời tư, rồi bản thân mình làm công an. Bản thân mình đi làm công an là lại đi dò la đời tư của người khác xung quanh hàng xóm. Làm ăn vừa phải thôi chứ. Trời, vừa mới đi về xong có nghe nói máu điên lên não vậy đó. Nghĩ sao mà bao nhiêu ngày tháng người ta ở đây không tới, muốn biết gì không tới điều tra, không tới hỏi. Làm giống như là hàng xóm là nằm dưới gầm giường của tôi vậy đó. Cho nên là giờ tôi buôn bán tôi làm gì biết hết. Cho nên là tới hỏi hàng xóm. Cho nên là giờ tôi live stream tôi nói vậy á, mọi người ở Đà Nẵng chia sẻ, để tôi nói là chia sẻ cho ủy ban thành phố Đà Nẵng biết, công an chính quyền thành phố Đà Nẵng biết, muốn gì ngày mai gửi giấy mời tôi lên làm việc, thích gì gửi giấy mời tôi lên làm việc. Đừng có chơi cái trò mà để mà gọi là đi hỏi những cái vô căn cứ, thì hỏi phong long của dân xung quanh. Bản thân mình cũng đi làm việc phong long, có tác phong đạo đức chuyên nghiệp của một người công chức nhà nước ở đâu ra vậy? Trời ơi, về tôi vừa mới đi về xong có lỡ đâu là tôi nghe người ta nói gì á, tự nhiên tôi hỏi ủa rồi ai nói, người này chỉ người kia chỉ người nọ, rồi cuối cùng tôi hỏi là ai là người đi điều tra, nó phó công an phường, cái bà phó công an phường của Hòa Khánh Bắc. Chịu đời nổi không? Mà trong khi bản thân tôi ở đây sờ đi vậy không tới hỏi, mà người mình là công an mà người ta ở đây hơn một năm rồi cũng không biết ai ở. Nếu như mà một năm qua vừa rồi mà xảy ra án mạng, xảy ra vấn đề như thế nào thì sao? Lỡ rồi buôn lậu ma túy heroin rồi như ở đây thì sao? Vậy là hơn một năm qua nếu như cái nhà này mà tôi buôn lậu rồi tôi chứa heroin thì sao? Vậy đó mà cuối cùng mà ngày hôm nay tôi nói đã hơn một năm tôi về tháng 9 2019, mà bữa nay là đã tới tháng 4 2021 rồi. Mà giờ này đi dò la hàng xóm hỏi biết tôi không, tôi làm gì, tôi bán đó rồi biết nhiêu bán được bao nhiêu đất. Rồi bà nọ chạy qua hỏi bà kia, hỏi là bữa giờ thấy bán đất cũng đang bán được mấy miếng rồi. Ủa tôi bán được mấy miếng có cần hàng xóm phải biết hả? Giờ tôi bán bao nhiêu lô đất bây giờ làm có sổ đỏ giấy tờ, muốn công dân, muốn sang tên, muốn buôn bán đều phải qua một cửa, đều phải qua công chứng sang tên. Ủa tôi phải có trách nhiệm, tôi đi bán bao nhiêu đất tôi phải đi thông báo cho hàng xóm biết để cho cô để mà đi khai cho công an hả? Trời ơi, tôi nói là tôi nói cái gì cũng vừa mất bộ quá đi, đừng có làm quá đi. Làm như vậy bởi tao nói người ta khinh trong mặt cho, thì bắt đầu là nói dân chống phá nhà nước rồi bất mãn nói xấu cán bộ. Làm ăn kiểu đó tốt quá để cho người ta nói xấu. Cái phong cách làm đó giờ tôi cũng muốn nói tốt, tôi cũng biết cái tốt chỗ nào để tôi nói luôn á. Mới đi về xong nghe là tôi phải nói liền cho nó nóng. Chứ để rồi tôi quên rồi mai mốt tôi live stream tôi nói lại rồi chối quanh quách. Cho nên muốn dân mà người ta họ nói tốt mình, họ muốn nói tốt về chính quyền của mình, người ta muốn nói tốt cán bộ mình thì bản thân mình sao thì nó tốt chứ. Tôi mới đi về tự tôi nghe rất xong tôi nó trời sụp đổ đầu óc tôi, nó cái kiểu này bây giờ tôi giờ ai hỏi tôi bây giờ cán bộ phường Hòa Khánh Bắc thế nào, công an phường Hòa Khánh Bắc thế nào, biểu giờ tôi nói tốt biết tôi biết cái gì tốt để tôi nói. Bây giờ sau này ai hỏi tôi, bây giờ dĩ nhiên tôi nói trời ơi công an phường Hòa Khánh Bắc này hả, mấy bà công an đó. Thứ nhất phong cách làm việc là chỉ là đi dò la thông tin chợ đen. Thứ hai giờ ai hỏi rồi cái tác phong làm việc công an thế nào thì tôi chỉ nói là dò la thông tin chợ đen đó cho mới chiều nay nè. Rồi cái vụ nữa là gì, là dạy cho dân chúng tập cái thói quen nhiều chuyện đi tò mò đi dòm ngó. Mà trong khi có những việc mình nghe mình thấy tận mắt nó còn chưa đúng với bản chất của nó, mà hỏi thì nghe phong lòng. Có những cái mình không thể nghe, không thể thấy được. Chỉ là thấy tôi đăng Facebook, đăng status trên Facebook mà tôi mua bán lô đất đó là xong. Còn bán được hay không làm sao dân hàng xóm của tôi biết mà đi hỏi. Bởi vậy tôi nói tôi kêu, trong khi bản thân giữa cán bộ với dân muốn gì, anh muốn chấn chỉnh cho dân anh tốt. Nếu như tôi sai gì, tại sao các anh không gặp trực tiếp tôi để mà có thể mình nhắc nhở dân, mình nhắc nhở lần thứ nhất, nhắc nhở lần thứ hai. Nếu như tôi sai mà mấy anh nhắc nhở mà tôi không nghe, tôi chống đối, thì dĩ nhiên các anh có biện pháp.
Cầu đàn này mình là làm quan phụ mẫu của dân, mà dân muốn đúng muốn sai gì các anh không có một tiếng nói góp ý với dân. Rồi bây giờ bắt đầu đi dò la thông tin hành lang để anh chị, gọi là bắt đầu là lấy thông tin để bằng chứng dân nói. Này sau này bắt đầu là nói công an đi điều tra dân, người này nói thế này, người kia nói thế kia, giống như cái kiểu mà báo lá cải đăng mà đăng về Trấn Thành làm phim bố già ở trong quận Tư á. Bắt đầu báo đăng dân nhiều người, người này bức xúc là Trấn Thành lạnh lùng, người kia bức xúc là Trấn Thành không giao tiếp, người nọ bức xúc là Trấn Thành thế này thế kia. Ủa công an cũng làm việc theo kiểu báo lá cải vậy hả? Còn nếu như anh cho anh đi dò la thông tin của hàng xóm là đúng là chính xác, tôi hỏi họ nằm dưới gầm giường của tôi sao biết một ngày tôi bán được mấy miếng đất, mà trong khi giấy tờ đất đai muốn buôn bán như thế nào thì phải đi ra công chứng, mà cơ quan chức năng mà còn không biết mà dân ở đây biết hả? Vậy đó mà có thể phó công an phường mà đi ngồi lê đôi mắt mà để đi ra dò la dân để hỏi lý lịch của tôi được, thấy chịu đời nổi hay không? Cho nên tôi nói như vậy bắt đầu là kể như là xong, là bắt đầu là ngày mai là rần rần lên nói tôi là xúc phạm uy tín của cán bộ, xúc phạm uy tín, làm mất niềm tin của dân. Tôi vốn dĩ là tôi thấy chiều nay tôi nghe vậy là tôi đã mất niềm tin vô các anh công an phường Hòa Khánh Bắc này rồi đó. Cho nên tôi mới livestream để tôi muốn nhân dịp cơ hội đại hội đảng đây và đang đại hội bầu cử lại, tôi muốn bộ chính trị của Việt Nam này phải xem xét lại chính quyền địa phương ở tất cả các ban ngành. Nếu như anh không có tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp, anh không có đạo đức, anh không có một cái lối sống văn hóa lành mạnh thì tốt nhất là thay hết nhà cán bộ, chứ đừng có để mà thối nát sâu mọt từ ở dưới đi lên như thế, rồi khi dân bức xúc lên rồi để bịt miệng dân bằng cách là xúc phạm danh dự chống phá nhà nước, nói xấu người này nói xấu người kia, xúc phạm cán bộ. Cho nên cảm thấy cái tác phong của anh không có khả năng để mà gọi là đường đường chính chính để mà đi làm việc, đường đường chính chính để mà đi điều tra, thì xuống ghế thay người khác mình làm. Cái tôi không có đồng ý cái quan điểm của các anh mà các anh cứ đi dò la tin tức của hàng xóm, mà những người đó chưa một ngày ăn ngủ với tôi để rồi mà đi điều tra, rồi những thứ họ nói anh chị anh ghi chép gì trong đó. Chẳng tha là tôi nói là cái đường dây xã hội đen theo sân sau đi điều tra, tôi không nói đây phó công an phường mà đi làm việc như vậy. Trời ơi, tôi nói đường phó công an phường mà còn đi điều tra, đi dò la thông tin tào lao không lông như vậy đó, thì huống hồ chi đòi hỏi mấy người, những cái người tác phong đạo đức nghề nghiệp như vậy, thì cái chuyện mà xã hội đen là đường dây sâu lưng sau đó thì như thế nào nữa, ai mà biết được. Cho nên tôi livestream lần này tôi mong muốn tất cả những người trí thức Việt Nam thức tỉnh vấn đề này. Cho nên tôi nói là chia sẻ cái livestream này của tôi cho toàn quốc nghe, và tôi nói là Bộ Công an xem xét lại. Cảm thấy mà đã thay được những dàn nhân sự chủ chốt và thì nên thay từ địa phương thay lên tới trung ương. Chứ thay mỗi trên trung ương nhưng mà ở địa phương không có tác phong, không phong cách làm việc như thế này, chẳng làm ra làm sao, thì thật ra đất nước này nó cũng không thể giàu mạnh được, nó không thể văn minh được. Bởi vì vốn dĩ là cái phong cách mà ngồi lê đôi mắt bà tám tư tính quyền mà cho tới nhân dân như vậy thì cái đất nước này không bao giờ nó giàu mạnh được đâu, không có văn minh nổi đâu. Cái lối sống mà lối sống nhiều chuyện kiểu này không có văn minh nổi đâu. Thôi, tôi chỉ livestream tôi nói như vậy và tôi muốn nhắn nhủ tới các cơ quan ban ngành ở Đà Nẵng này và cũng như là toàn quốc ở trên bộ chính trị như vậy. Và tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi. Còn mấy anh cảm thấy tôi xúc phạm hay như thế nào thì ngày mai đem mang thẻ ngành đến đây, đem giấy tờ biên bản và có giấy xác gọi là giấy công vụ đến đây gặp tôi. Muốn gì thì đến đây gặp tôi làm việc cho rõ ràng. Và cảm thấy là cái livestream này của tôi nói ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, uy tín của công an hay như thế nào thì cũng tới ngày mai tới đây gặp tôi làm việc. Chứ không có cái chuyện mà đi làm cái chuyện phong long, cái chuyện tào lao như thế. Em cảm ơn mọi người ở Việt Nam mình và các bạn bè trên Facebook cũng phải gọi là phải nhập cái lỗ tai để mà vô nghe em nói. Gọi là em cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cho nên thật sự là cái livestream này không phải là em bức xúc em đi lên mạng em nói gọi là để em để tra tấn bạn bè mình phải nghe. Nhưng mà thật sự cái chủ đích của em là em muốn đưa cái livestream này để đến tai của công an và chính quyền, và em muốn cái livestream này của em để hắn đến tai của Bộ Chính trị của Việt Nam, đến tai của chính phủ để nghe. Và đã thanh lọc lại bộ máy thì phải thanh lọc từ trung ương tới địa phương,
Và em mong muốn cái số em từ nay chấm dứt, chấm dứt cái phong cách làm việc gọi là đi điều tra phong long phía đường dây, để mà tập dân có thói quen dồn ngó đi hỏi một người không biết gì, cắt tôi 4-5 cái nhà rồi làm người ta phải chạy lại cái nhà gần sát tôi để hỏi, rồi tôi bán được mấy miếng đất. Quý vị thấy không, người ta cắt tôi mấy cái nhà, người ta không biết gì về tôi, rồi để phải chạy đi hỏi người này, rồi người này đi hỏi lại người kia, rồi cuối cùng người ta hỏi tôi. Cho nên cái livestream này không phải là để tôi tra tấn cộng đồng mạng, nhưng mà cái livestream này tôi muốn thứ nhất các cơ quan ban ngành của Đà Nẵng nghe và suy nghĩ, làm việc chấn chỉnh lại và làm việc lại với công an phường Hòa Khánh Bắc. Và ngày mai các cơ quan ban ngành, ngày mai mới thứ sáu vẫn còn trong giờ hành chính, nếu như các anh cho rằng tôi livestream như thế này tôi nói ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an, ảnh hưởng đến công an nhân dân hay như thế nào đó, thì các anh ngày mai cứ gửi giấy mời tôi lên làm việc. Còn không thì các anh muốn đi điều tra, muốn đi xác minh nhà tôi thì cứ đem thẻ ngành tới, đem văn bản công văn thư thi hành công vụ tới nhà tôi. Tôi sẵn sàng, tôi trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi sẵn sàng, tôi hợp tác với các cơ quan chức năng để mà điều tra. Nhưng mà tôi phản đối, tôi không đồng ý cái vấn đề công an mà đi ngồi le đôi mắt đi dò la thông tin của tôi ở hàng xóm. Và tôi xin thưa lại một lần cuối, hàng xóm chưa một người nào đến nhà tôi ngủ một đêm nào, và cũng chưa một người nào nằm dưới gầm giường của tôi để biết tôi làm ăn như thế nào, tôi thu nhập ra sao và kinh tế của tôi như thế nào. Cho nên tôi xin thưa cho các anh công an ở đây, đừng bao giờ biến dân của mình trở thành một đám nhiều chuyện. Một đất nước giàu, một đất nước muốn văn minh thì bỏ cái thói nhiều chuyện đi, họ không có biết đâu. Anh đi dò la, anh đi hỏi những người không biết, buộc họ phải chạy đi họ hỏi người khác. Cho nên chiều nay tôi, ngày nay tôi ở nhà thì không thấy ai tới. Tôi mới đi cái nửa tiếng đồng hồ về là bắt đầu là thấy hàng xóm chạy kêu hỏi. Rồi tôi hỏi là ai nói thì bắt đầu là bà chỉ là người kia nói hỏi, rồi cái người ai nói với người kia thì bảo phó công an phường Hòa Khánh Bắc tới hỏi nói. Quý vị thấy không? Cái đời thở nào mà ta nói là đi nhiều chuyện mà di chuyện dây chuyền mà từ công an xuống cho tới dân. Công an ở đây mà trong khi mình là quản lý địa bàn này mà không biết gì về dân, vậy đó mà đi dò la đi hỏi những người hàng xóm. Làm sao để người ta biết được tôi? Cuối cùng đi hỏi người ta cũng biết, rồi người này chạy hỏi nhà kia chạy hỏi người nọ. Tôi hỏi quý vị, mình là công an, nhưng mà anh không tôn trọng quyền công dân, anh đi kêu gọi, anh đi xúi dục dân như vậy để đi điều tra, đi nhiều chuyện, đi dòm ngó đời tư của tôi như vậy, thì cái đạo đức nghề nghiệp của anh như thế nào? Anh có xứng đáng làm quan hay không? Anh có xứng đáng làm công an hay không? Cho nên tôi yêu cầu Đà Nẵng thay thế lại cái dàn công an của thằng Hòa Khánh Bắc này. Tôi không chấp nhận một cái bộ phận công an mà làm việc đạo đức như vậy. Anh không thể nào mà anh đem cái danh dự, cái đời tư của tôi, cái quyền công dân của tôi ra để cho mọi người hàng xóm ở đây để mà soi mói. Phải chi anh có chứng cứ tôi phạm tội, phải chi tôi phạm tội mà tôi đi trốn truy nã mấy anh không biết được. Bây giờ mấy anh đang dò la để hỏi dân đó có thấy người như thế này không, có thấy khuôn mặt méo mặt tròn như thế này đang trốn ở đây tới đây không, hồi nào mà dân thấy ai có bóng dáng như thế này mà xuất hiện thì báo cho công an. Phải chi tôi trốn truy nã thì các anh có quyền đi dò la dư luận, trong khi tôi sống sờ sờ ở đây mà không một người công an nào tới điều tra, không một người công an nào tới gặp tôi để hỏi, mà đi hỏi hàng xóm của tôi. Cho nên quý vị suy nghĩ thử, mình có xứng đáng để làm việc hay không? Cho nên tôi rất là bức xúc, cảm thấy mà cái năng lực của các anh không đủ để có thể nghiệp vụ để mà muốn gặp tôi nói chuyện hay điều tra này nọ, mà đi hỏi hàng xóm. Mình công an không biết gì mà đi hỏi hàng xóm của họ, hàng xóm biết. Đừng có bao giờ làm trò cười, mà cũng đừng bao giờ đi kích động xúi dân để mà đi chà đạp nhân phẩm của người khác như vậy. Cho nên tôi không đồng ý quan điểm đó. Còn nếu như mà cơ quan công an rồi các ban ngành Đà Nẵng cho rằng những gì tôi nói là xúc phạm đến công an phường Hòa Khánh Bắc, ảnh hưởng xúc phạm danh dự gì, ngày mai cứ việc gửi thân mời tôi lên làm việc. Còn biểu tôi mà đóng livestream này tôi không đóng. Khi nào làm việc thỏa đáng rồi thôi. Chứ không có ai mà chấp nhận được sống trong một cái xã hội mà hỏi cho thế kỷ 21, gần qua thế kỷ 22 rồi, mà hàng ngày mà để cùng nghe chính quyền đem cái bản thân của mình ra để cho dân người ta đi soi mói, dân người ta đi dồn ngó, dân người ta đi bàn tán. Cái nhân quyền của người ở đâu? Cái quyền xúc phạm đời tư của người ta nằm đâu? Cho nên là tôi nói là tôi mong muốn cái livestream này, bà sư cô đừng nói đưa lên mạng nữa, đưa chứ, đưa để cho Bộ Chính trị Việt Nam và Văn phòng Chính phủ Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng, các
ban ngành để mà thấy, để mà xem xét suy nghĩ lại. Cho nên qua cái đại hội đảng này đã bầu lại các cấp lãnh đạo thì anh hãy tuyển và anh xây dựng, anh giáo dục cái đạo đức lại, anh hãy đào tạo cái tư cách của một người là cán bộ đó lại, chứ không phải đưa cái đồ tạp nham, đồ bà lát bà xàm cũng đi lên làm. Ở đâu ra mà tôi nói hỏi chứ đường mà đi, mình đi làm công an mà đi mà gặp gì muốn điều tra ai, người ta ngồi đây không có điều tra, đi dò la hàng xóm vậy. Rồi hàng xóm mà muốn biết tôi thì chỉ có thể mà lén chui vô nhà tôi, sẵn nằm sẵn đó, tối nằm dưới gầm giường để mà biết, cho làm sao mà biết được, làm sao biết để mà trả lời công an. Đi điều tra, đi làm những cái chuyện vô lý như vậy, trong khi cái Facebook của tôi ngày nào tôi chẳng đang rần, tôi live stream từ xưa giờ biết bao nhiêu. Chứ đâu có phải là tôi là gì, sống trong hang hấp bà tố nào bảo là khó điều tra đồ này nọ đi dò la. Tôi cũng đâu phải là sống trên núi đâu, nó không có địa chỉ. Cái đường Nguyễn Lương Bằng là cái trục đường chính, cái trục đường chiến lược của thành phố Đà Nẵng như vậy đó. Cái con đường của tôi là từ cái con ra tới tận Huế mà chạy thẳng lên qua tới tận Sơn Trà. Tôi ở ngay cái mặt tiền cái con trục đường chính chiến lược của thành phố Đà Nẵng như vậy đó. Chứ phải tôi ở trong hấp bà tố đâu mà nói chuyện không biết, tôi không điều tra được tôi, cho nên phải đi hỏi hàng xóm. Tôi đi nhờ hàng xóm đi hỏi quanh. Trời ơi, quá đáng mà làm cũng vừa phải ha. Ở từ càng bữa tôi nói là nói tới thì cứ bảo là bất mãn chế độ, nói tới là bảo là xúc phạm cán bộ thế này thế kia. Bản thân cán bộ các anh làm như thế nào có đáng để người ta tôn trọng hay không? Tôi cũng chưa bao giờ hàng xóm đây, tôi mà chưa bao giờ tôi đi qua nhà người khác tôi chơi uống cà phê tâm chất nói chuyện vui tôi nói nha. Chứ tôi chưa bao giờ tôi qua nhà hàng xóm mà tôi hỏi à nhà bà đó có mấy người, tôi cũng chưa bao giờ tôi đi hỏi cái chuyện lý lịch đầu tư của nhà ai. Còn tôi nói biết, cho nên là cái cô phó công an đó, cô đừng có tưởng rằng là cô chắc phó công an phường đây là cô to, cô nghĩ tôi là dân đen cho nên là nghĩ là cái ghế của cô là cô phủ đầu, cô ngồi được trên đầu của thiên hạ, ngồi lên được cả trên đầu của tôi, nghĩ là không ai làm gì được cô. Tôi nói là cô biết là như vậy. Cho nên từ nay tôi yêu cầu bất cứ công an từ phường nào cho đến quận cho tới thành phố muốn gì tới gặp trực tiếp tôi nói. Cho nên đừng có để mà tôi cảm tôi phải bức xúc tôi lên tiếng lần thứ hai với cái chiêu trò, với cái thói mà nhiều chuyện đi ngồi lê đôi mắt mà đi dò la đi hỏi rồi đi để cho dân làng hàng xóm gọi là đi dòm ngó đi rình rạch để biết chuyện của tôi. Tôi cũng chẳng làm gì để mà người ta phải biết, mà có biết tôi nói thiệt cái chơi trong nhà tối tôi đóng cửa làm gì biết được cái gì. Trời ơi, chứ nói mình là quản lý, là lãnh đạo, mình cũng không biết mà biểu người, biểu dân người ta phải biết. Bởi tao nói vì sao đất nước mà nó luôn luôn nó nghèo, nó không thể nào văn minh được. Nhiều chuyện quá mà văn minh gì nổi. Tạm biệt mọi người, giờ em bận việc rồi. Em chỉ livestream với nhiêu đó. Trước em xin cảm ơn mọi người đã nghe. Rồi sau nữa, mà bạn nào trong livestream này mà gọi là làm quan quyền dân trí thức, chia sẻ dùm cái clip này em, hoặc là có ai mà ở Hà Nội á, mà quen là mấy lơ sếp lớn ở Bộ Chính trị, ở chính văn phòng chính phủ đó, cốt gửi ra để cho các sếp nghe, gửi hết lên cho các ban ngành của Đà Nẵng nghe. Em rất là nóng chị, em mới đi về em nói thật, em nóng từ nãy tới giờ luôn á. Em nói là máu điên em lên trên não và em rất là bức xúc. Bởi vì cái tính em từ xưa giờ em rất ghét cái thói nhiều chuyện. Mà ngày hôm nay mà em nói là đến công an mà cũng đi ngồi lê đâu mắt mà đi dò la hỏi lý lịch của em, là đi hỏi dân. Mà dân là những người chẳng biết gì về em. Hàng ngày uống cà phê chỉ qua ngồi nói chuyện 5-3 câu chơi dễ gọi là giao lưu xong đi về. Mà đi hỏi cái gì? Mà trong khi bao nhiêu ngày tháng mình ở đây không một người nào tới trực tiếp để hỏi, muốn điều tra muốn biết gì không trực tiếp hỏi, không hỏi đương sự mà đi hỏi hàng xóm, mà hỏi hàng xóm mà lỡ người họ không biết rồi trúng cái người mà những người mà gọi là đi nói lụi nói càng thì quý vị thấy như thế nào. Rồi lúc đó là ghi biên bản vậy, à hàng xóm nói như vậy, rồi lúc đó là căn cứ trên những cái lời nói vô căn cứ để đi định tội người khác sao? Mà cái phong cách đi điều tra như vậy có phải là bỉ ổi hay không? Tôi nói thật, bây giờ hàng xóm không biết gì, nhưng mà rồi người này nói kiểu này, người kia nói kiểu kia, rồi có phải là cuối cùng rồi bắt đầu cũng ghi nhận à hàng xóm người này nói này, người kia nói kia, mà trong khi đương sự không hề hỏi, thì có phải là cái phong cách làm việc bị ổi không? Hiểu sao em nói?
có mình. Giờ em bận việc rồi, em tạm biệt mọi người. Em xin cảm ơn quý cô chú bác anh chị đã nghe. Hẹn gặp lại mọi người sau. Để coi ngày mai ngày mốt vào đầu cơ quan chính quyền nhà nước, để coi gửi giấy mời em như thế nào, để coi sốt dẻo gì em sẽ livestream, em sẽ thông tin đến cho mọi người biết tiếp. Tạm biệt mọi người.